Đầu cho em xin tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên bệnh viện Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi audio, đã truyền đạt cho em để em được biết thêm. Và em cảm ơn tất cả các bác đã tham gia góp ý ở trên kênh để kênh của em ngày càng hoàn thiện để được phục vụ các bác được tốt hơn. Thì hôm nay em tiếp tục làm cái clip giới thiệu các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Tech với model của nó là CDP 4000. Thì chiếc đầu này về đã được bác khách ở Quảng Ninh đã đặt mua, đã chuyển đủ tiền rồi. Thì hôm nay em mới vệ sinh xong xuôi và em làm cái video test trước khi phải đi nhé. Này, hầu như cái sản phẩm bên em khi về thì đã bác chuyển đủ tiền rồi, bác chọn mua và chờ sau 3-5 ngày em vệ sinh xong xuôi thì em tiếp tục em gửi hàng đi đấy bác nhé. Đấy, bởi vì là cũng nhiều người nên em phục vụ lần lượt bác nhé. Đấy, có hơi chậm trễ một tí thì mong các bác thông cảm. Đấy, em xin giới thiệu sơ qua về sản phẩm này. Đấy, thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1990 các bác nhé. Đấy, nó có size là size size 43,5, chiều cao của nó 12 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Đấy, mặt phay nhôm sơn đen các bác nhé. Cái đầu này nặng 5 kg. Đấy, 5 kg. Đó, ngoài cái chip thì nó dùng cả cái chip và cả 1 bit này, TDC này, chuyển đổi này. Thì nó từ 18 bit có thể đến 24 bit thôi nhé. Đấy, đây em được tìm hiểu là như vậy. Đấy, có thứ chất của ra là ra 18 bit. Đấy, âm của nó Tech thì biết rồi, thì nó rất là hay các bác nhé. Đấy, nó sử dụng con này đó, sử dụng mắt Soly các bác nhé, dễ là thay thế nhé. Đấy, mắt của Soly. Thì em quay phần ngoại hình của nó để bác xem. Hình em nó đây, chỉ có cái đây là cái phím bấm nguồn này là nó có vết xước thôi nhé các bác nhé. Đấy, đây các bác thấy không, này xước mờ mờ. Đấy, còn mặt mũi thì nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đẹp, đẹp. Bị cũng bị cấn móp gì các nhá. Ở cái vận sức nhẹ thì hơi tránh khỏi rồi, sức nhẹ rồi thì vận chuyển thì thằng bãi mà. Đấy, đừng leo thế này, đừng leo nó đây. Đấy, đấy nhá. Đây con này à, màu đen nó đây, màu đen nó là P4000 này, điện 100V, công suất tiêu thụ nó 12W các nhá, sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, và lao sơ đi máy là 110289 các bác nhá. Nó có đường halog ra đây. Đấy, rồi đường cổng quang các bác nhá. Này, cổng quang đây. Đấy, em sẽ tháo cái phần là nội thất ra để cho các bác được biết thêm. Còn nội thất để cho bác xem. Đấy, nội thất của em nó đây. Đấy, rất là mới bác nhá, là 1990 rất là mới. Đấy, xem một chiếc giải mã có những con gì đây. Đấy,
mấy cái dòng mới này thì em không nắm được. Đây, nó sử dụng Matsuri 210 các bác nhé. Đây, Matsuri 210 dễ thay thế nhé. Đấy. Rất là mới luôn. Mắt đọc cực tốt, không chấn đĩa các bác nhé. Thì để trước khi vào phần test cái phần mắt đọc cũng như cái chức năng hoạt động của em nó, thì bác nào chưa đăng ký kênh thì em hoan hỉ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật các video của em và cũng như là các sản phẩm mới về. Đấy. Và các bác cho em xin một like để kênh ngày càng phát triển các bác nhé. Đấy. Đây em sẽ chạy đĩa Polo dòng xanh, tất cả các sản phẩm bên em bán ra đều em cho chạy thử. Thứ nhất là đĩa phổ thông là đĩa Polo sao chép đây, hai nữa là đĩa đồng trắng, và ba nữa là đĩa đồng vàng. Đấy là những cái đĩa chợ để em test thử. Đấy. Không phải là em test qua loa em đi em giao hàng thôi, giao thế em mất tiền của em thôi. Đấy, nhận bài ngay các bác nhé. Các bác đeo tai phone vào để được tiết chất âm của em đó. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Mắt đọc rất là tốt các bác nhá. Nhiều đêm lắm sao mơ.
suốt đời tình thắm sâu. Làn môi xinh tuyệt vời, để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hôn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Thank you.
xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đầu này đã bán với giá là 3 triệu đồng rồi bác nhé. Đây. Thì, bác chủ xem được cái video này thì cũng sẽ là lại em, nếu như bác lấy thì em gửi đi, còn bác không lấy thì em sẽ hoàn lại tiền hoặc các bộ sản phẩm khác không nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.